Rồi hello chào anh em nha. Hôm nay tiếp tục lại hầm rèn lục đuôi đó nha anh em. Kỳ này là khách yêu cầu mình hầm này. Kỳ này là cái bài thuốc dành dành chữa bệnh ung thư viêm xương. Trước mình có làm cái clip dài nha anh em, nhưng mà cái clip đó nó bây giờ vi phạm mà nhưng cách cộng đồng mà cũng không vi phạm gì, mà điều nó có nhiều người soi xem, người ta đánh giá như cái một mà gây đều đớn cho động vật, nên là mình xóa video đó nha em. Video đó rất là nhiều được xem nhưng mà xóa rồi. Giờ mình làm lại video mới. Đây là video hầm rắn này. Giờ mình bỏ qua những cái công đoạn mà bắt đi hầm nha anh em, mình chỉ qua những cái chính thôi. Anh em nào có nhu cầu mua làm thuốc thì cứ liên hệ nha. Đây là hầm mình này. Hầm một ngày một đêm nha anh em. Mình hầm mí một ngày một đêm là sẽ ra kết quả đó. Thì là sau một ngày hầm này là sẽ về như đây này. Hả? Em giờ mình sẽ mở cho anh em coi. Đây, đó, đây là kết quả hầm này, đó. Hầm này ra xương nha anh em. Hầm này ra bộ xương này, đó. Cốt này, cốt rính. Vậy giờ mình sẽ xây. Hầm sẽ mình đi là mình xây nghiến thành bột nha anh em. Xong mình gỡ. Cái này là ai đặt mới làm nha anh em, chứ không ra sẵn này. Đây là những người khách nó đặt, yêu cầu nó đặt mình làm. Giờ mình làm xong này, mình xây mình gỡ đi. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ đi nào đỡ đặt hàng nha. Hiện nay chữa các loại bệnh như này, mình đủ loại bệnh nè, trung bình nan y, thư viêm sồn, đủ loại hết. Anh em nó yêu cầu thì cứ liên hệ. Rồi hẹn lại anh em ở video lần sau nha. Video này mình quay ngắn gọn thôi nha anh em, không có quay dài được, quay nhiều cái na. Nhưng lúc mình làm quay kỹ quá cái YouTube nào là cấm không cho nha anh em. Mình tắt cái tính năng quảng cáo.